Trăm thải sọc phạm bí rối khai phở cún, chnam chú tù xạ, bút xạ rải bí bón, phạm rồi hốc sập bốn, trở nên thải tì phạm khai mì ná, chnam bí bón mập hầy mùi. Cảm ơn các mạc ca sàng sóng, mô ha cột nâng xa la bà lấy, nông vót rộp ràng chục xô xô mùi rồi bạm bấy, xong cách xâm rộng rộng khăn phô xài chỉ riêng chế thị điệp nông bình, xong bất thơ ra địch cả nâng châm riêng chùn thả. Phát cho bọn đi, mô ha cột nâng xa la bà lấy, cầm phông sàng sóng bệnh chọc trong cõi, chùm nốt rám môi bật tục chôn tỷ bì. Không chúm nôn ra môi bằng tục này, nếu bằng toàn viên Phật Thầm Bồ Thị Sát chiêu chốc rách múc đời lợi thì rí ai môi bằng tục miễn tụt từng phạm phì mát, bằng đói đọc mát, môi bằng tục lại mùi mơn phí bón đồ là. Hoa chuyện mà hát còn nâng xa la và lấy tí, nó sao tức hàng thầm bốn chúm nôn mùi. Hoa chuyện này bằng phép đời các bác ra chân hạ bổ rán, lại mùi bón pram rối đồ là. Đói lại, cầm phu trái sổ mà hát còn nâng xa la bà lấy đi, miên cầm phu đắp ra mùi mệt, lại mùi mơn ra mùi con đồ lá, nâng trái dốt nó tại chưa xa mà cùng khía mùi rồi nè. Không nông đục, mà nẹ trái chô và trái co sang cầm phu trái sổ đi, chùm luôn, ra mùi sàn riêng, rứ xa mà nâng mùi rồi ha sắp đồ lá. Rí ai mà hát bị thị bốn, sốt xoát xí cầm phí bếch tay bị đọ và chạm chạm, khuộc lực tí bà mùi, đái bầm rộng nâng bà rột vỡ, nó thay bà bầy rối, bà buồn rối, nâng đọc rối, trở nên ngày xảo, ngày à tịch, ngày chẳng, tí bà mùi, tí bà phí, nâng tí bà bầy, khai mì nà chạm tí bón lọc thầy bùi đi, trở bán ác đồng nào cả. Đời xa bị bắt chụp người chlóng, COVID-19 à sai hại đi. Số mô hát của tâm bò đi sát chôn rùm chiếc nhiết rẻ thỏ, nơi khăn ông đang cao bệnh đi chìa này chạm công vụ chìa, mê ta chiếc chìa bò đồng miền. Cả nét ca mạc cả bốn, nâng bờ kênh chôn đồng nắng, đòn mô hát của tâm bò đi sát, sau đây vì ca mạc vị thị bốn, nơi bê đáy ra đi chìa này chạm công vụ chìa, chìa bị sạch, khăn ông đi chìa thể điệp đồng bình, nâng chlón phật bị bắt chung người chlón, COVID-19. Phật Thầm Bồ Thị Sát đã bán rây ẩn kia phật cháy, xâm rạp cho trong bó hát vị thị bồn ní, có ai tập đẹp tầm đồn nhà phật cháy tám rây dạng viên, rư tru mở ní, một căn nhóm phật cà rô nạt mà phiếp tám rây dạng sai tru sạp lấy sôn đọc phí, pram môi rối học sập, nâng pram rối hạ sập, sắp cạp xài tám rây dạng vật chú a dí ạc nế, ai phát âm vui đối bàm mùi mê cờ hết, chắp vì mòn bàm bẫy, lòng mong bàm buồn dục riêng rọt ngày. Vật dụng có lý giá nằm bật trong bát đồng bóng, chắp vì mòn buồn đón mong bàm tiệp lử riêng rọt ngày. Tô xa ná nâng xa đạp, nâng lơ cân chọc tù tù chiệt tô tổ cỏ, khăn ông nế tí đầm lần xe xe, chắp vì mong mùi rô xíl tỏ tử riêng rọt ngày. Xôm o bè cùn, nâng xôm o cùn. Xong lên, rẹt trái bây đọc mài. Xong lên, rẹt trái bây đọc mài. Cứ chi này tì tì mùi, này cám hòa bị thịp sai xong lên, rẹt bút thơ xa xa. Sai chanh bì vót rộp bèng chục, xò xô mưa rôi bàm bấy. Xong cắt xong rong kraom, khăn bô xanh cháy, rí chạy thì này nông bình. Xâm lên bệnh trái bệnh đọc mãi. Xâm lên bệnh trái bệnh đọc mãi. Cứ chế này tì mũi, nông bọn đá này tì càng đọc. Này cám bảo vệ thị, sai xâm lên bệnh bút thật sản xuất. Sai tam rồi dạ vi chú, à dì à khả nè ếch âm. Mùi rối bà mùi mê gà hớt. Chắp đá âm phì mong bà bấy đò mong bà bùn dục. Riêng rọt ngay. Nâng vật sưu có lý giá nằm bật, trong bát đồng bọn chạp đám từ mọc buồn, đó mọc đám tiệp lử, chỉ riêng rồi ngày. Nâng vật sưu bầy nấy bà trái rốt, cứ bà bút thả rát tà nạc mũi, bà thóm rát tà nạc mũi,
ព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាស្មើដោយជីវិតសពសពកាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមហាថេរព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការ គ្រប់បណ្ដាពុទ្ធសាសនបណ្ឌលនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងម្ភៃប្រាំរាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះ ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបាននាំមកនៅក្រុមហ៊ុនខ្សែសម្លេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី1ដែលបានថតនឹងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអត្តមកិច្ចនូវនីអន្តសៈបញ្ញាក្រុមហ៊ុនខ្សែសម្លេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូល បកស្រាយវែកញែកឲ្យគ្លាតចាក់ពីតួអក្សរក្នុងប្រត្រៃបិដកជាច្បាប់ដើមសូមបីតែមួយតួអក្សរសោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមអរតនីយើងនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះដូចតទៅពីពុទ្ធសាសនមណ្ឌលវត្តរពាំងឈូកសសរ 108សូមជូន នីតិសិក្សានៅព្រះកម្ពីអដ្ឋកថាក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែបានលើកយកមកចាក់ផ្សាយប្រគេនជូននៅកម្រងអដ្ឋកថាព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ប្រគេននឹងជូនដល់សិក្ខាកាមកុលបុត្របានស្ដាប់និងសិក្សាជារៀងរាល់មុនថ្ងៃឧបោសថនិងថ្ងៃឧបោសថសិល61អដ្ឋកថាទេវតហវៈសាមគ្គីមសូតិ4ទៅហើយចូលទៅរកព្រះអានន្ទក្នុងស្រុកសាមគ្គីមលោកបន្ទាន់ទៅសំណាក់របស់ព្រះមានព្រះភិយដោយត្រង់ ចូលទៅរកព្រះអានន្ទដែលជាឧបជាបានលើថាលោកមានការគិតយ៉ាងនេះឧបជារបស់យើងមានបញ្ញាច្រើនលោកនឹងក្រាបទូលដំណឹងនេះចំពោះព្រះសាស្តាពេលនោះព្រះសាស្តាទ្រង់នឹងសម្ដែងធម៌សំនឹងវាទៈដែលកើតឡើងបទថាកថាបា ភៈដាំងប្រែថាពាក្យដែលជាដើមរឿងពិតហើយសូមដើមទុនលោកហៅថាបាភៈដាក់សំដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងអបកេនពេមេធាវីបាភៈដេនវិចខណោសមុទ្ថាបេតិអតានាងអនុងអគី វសន្ធមាំងអ្នកមានបញ្ញាឃើញច្បាស់រមែងយ៉ាងទ្របឲ្យកើតដោយដើមទុនសូមបីមានប្រមាណតិចដូចអ្នកបង្កាត់ភ្លើងដុំតូចឲ្យជាគំនោធំដូច្នេះបទថាទេសនាយៈគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការចូលគល់សួរថាក៏ព្រះជន្ទៈមិនធ្លាប់ចូលគល់ព្រះមានព្រះភិយឬឆ្លើយថាមិនមែនមិនធ្លាប់គល់តពលេខ 62ប្របញ្ញសោតនីអធកថាមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណសកៈស្រង់ចៈពីសតនបៃដកខ្មែរលេខ26គប្រះធេរៈនេះទៅប្រណិបត្តិ1ថ្ងៃ16ដងគឺពេលថ្ងៃ9ដងពេលយប់9ដងតែថ្ងៃ1ប្រាថ្នានឹងទៅរយពាន់ដងក៏បានលោកនឹងទៅព្រោះមិនមានហេតុក៏មិនមែនលោកកាន់យកបញ្ញាសំខាន់ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទើបទៅថ្ងៃនោះលោកប្រាថ្នានឹងទៅ អាស្រ័យរឿងនោះទើបពោលយ៉ាងនេះលេខគ្នាផា3បទថាអហិតាយៈទុក្ខាយៈទេវមនុស្សានាំងសេចក្តីថាការវិវាទកើតឡើងកណ្ដាលសង់ក្នុងវិហារមួយកន្លែងរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីទុក្ខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយយ៉ាងណាក៏ការពិខុពីរូបវិវាទគ្នាសិស្សរបស់ភិក្ខុរូបនោះក្នុងវិហារនោះក៏រមែងវិវាទគ្នាដូចក្នុង
cao xăm bị cạn khán nâng vì khổ nấy xong đá từ tu ảo vát rồi bỏ bị khổ chẳng nốt co bị việt kìa ông bí nụ ô bỏ thác rồi bỏ bị khổ nốt co bị việt kìa lục nắp nụ nè á rẽ khả tê và đá rồi bỏ bụ mà nụ rồi bấy bay chia bì chậm này không bì chậm này nụ á rẽ tê và đá rồi bỏ bụ nè chia thò mà việt tí rồi mến chia thò mà việt tì tê và đá rồi bỏ bụ nè chia á thò mà việt tí rồi mến chia á thò mà việt tì to bí nụ phô mà tê và đá đã chìm mất rồi bỏ à rác khả tê và đá rồi mấy bài kìa tê và đá nâng mà nốt thằng ơ vì lấy tay bệ à rây dạ xào vã rồi mấy bài kìa chỉ bị bụ to nia tới dạng đi đó ráp đó bụ mà lộ tôi bỏ lấy hốc sập bấy có bụ á thó mà việt tí rồi mấy chán chiếng bụ thó mà việt tí to ổng bí nốt rồi mấy căn dốc và thốc đại biến kìa chán căn bụ đại chán chiếng nụ ánh lẽ bóng thó chánh căn dốc tại á thó bụ đại căn á thó trầm nốt gọt vơ ạ thoa ở bò đi bộ có nâng nôm kia từ các khu nông ạp bài cá vì việc kia cát lá cần đào xong khu nông vì hiểu mối đồ mê mân chia bởi dòi nôm mốc nâu sự đầy tốt đo chỉ chán đói bởi cá đổi chân này lấy kia hà sập buồn bót thả ạ phách nhía tế sẽ tá sự đầy thải dương ổng côi trong bản đối mà hát bồ thị bực thơ ơi bởi chạc cho ba ngay bởi cá ở đằng bót thả và đếch sẽ dạ miên là rù bá vì hạ ràn tế cư châu tự ả sảy nợ đói bịa thả phẹ kìa vẹ táo ách chả dê nét đổi chân này bà non bô thả ấy lâu đi vì khổ tèng lái thơ bà miên bà phía ao chê thạ bộc cổ miên sạch đây cổ rụp hai bò bất bà ông đó chẳng ràn bà ông chỉ nét miên bà đầy chết khẳng khá bà trung chỉ nét đáy nổ ná châu co ban lục ba tèng vì khổ tèng lái rồi mấy mình ách bằng co vì biết ở cả làng tại ca premier bà phía còn lòng từ hai cọ bầy giang vì việt nô ói cả làng ca trung nâng sầm này hai đại thơ sẽ đây vì việt ở cả tớp trả thả tổng bó lấy học sập bốn ai chia chỉ vô vì ạ à thị bà màu khế vì con ông bót tèng nô bót thả ai chia chỉ vế bán đo bố hai đây ai chỉ vẹ rứ bố hai đây ca chỉ chấm chỉ vật sẽ khá bót bà môi đại trung bà nhát tốt con ông cổng bí bà đề vỉa rẽ đói nây miên chỉ đám tha vì khó bố u ốt đại mà đồ sật thó ta là bắt bà ra trước đối chân này viên sĩ khá bắt bà mối nụ chênh sĩ khá bắt tiếng mưu đồ xe chmô tha ba để máu đá cải lệ bắt tha áp bà mắt tập hố sau à nón tẹ sĩ khá đây thả thó mà đà thá sĩ khá đây bị viết để cát lá bà đô bà rốt à chỉ viện đá cải lệ nâng ba để máu đá cải lệ có bà đô hai tay chia rồi bỏ lẹ bóng bà nghế bà đô cầm nót dục bị rồi bỏ nẹ đồ tế khá đói thó mà đá rồi bỏ luôn khá đối chân nó tớp trả thà, bọn tích bọn tui không bọt thà bọn tích bọn tui nếu miễn này đôi to tờ này vì khó ổ rụp khắc nông bệnh sạch sản đi kết chìa đám thà nẹ bọn út ổ tờ rẽ bọn đô sở thó bọn ai bà nào vậy ở vậy đôi chân này bọn hát ai chỉ vẹ bọn ca chỉ châm chỉ vớt tớp này dây út ổ tờ rẽ bọn đô sở thó khắc trách nôm sống bọt khắc thua ca này dây bệnh chất bệnh chiến đôi này chìa đám thà vì khó ná nơi khốn nông vì hiếp được bỏ lộn vì khẩu nô chìa bệ hạ đá hôn đổi chạy khlạc mân à biết tái xông bằng đập bát đáy bỏ đất đập bấy bỏ đá giói khuôn mốc bỏ đi phô tự bỏ lấy học sập bà ràm rứ thả vì khẩu nây xông bằng đập bát đó bỏ đất đẳng nô rồi mấy trả bát ba đầy tê xa để dạ vì khẩu nà mối thơ ca xông xâm ló đồng bái dạng nà mối đáy chia vào thốc trở áp bát tục cột khlạc rứ thả thơ ca cần lông lập bước bệ hạ nhạt nà mối xa bố mà chả rây bỏ cố ban dạng nơi thả bà rơi ở vây rồi bỏ bị khẩu ni đòi liếp đại bàn ni buộc nông bà rơi sạch nà hãy chỉ châm chỉ vứt đói mà cháy chỉ vẹn bộ cổ nô thả thơ ca còn lo là bước bà rơi bảnh nhạt lúc rồi mình miền ca kết dạng đi đói thơ mà đa rồi bỏ luôn vì khó cầm nót tha bà rơi ở vây rồi bỏ dưỡng đói liếp ni dưỡng buộc nông bà rơi thơ mà vì ni đái bà rơi miền bà phía tra tốt lò hãy dạng ni chỉ châm chỉ vứt đói mà cháy chỉ vẹn nô rồi mấy thơ ca còn lòng là bước bà đẹp bảnh nhát đổi chân này hai vị cha ca thơ đô sẽ cái đây vì biết rồi mấy chỉ ca lẹp bóng bản nghế bố cầm nót bán đói bia rồi bó nẹ đồ tì khá đói bà cá dạng đi bố hai đô bà miên bà phía từ trách chấm bố bà non thà bọn tích bà tui đổi chân này bia thà mẹ kê vía hay à non tẹp
បដិបត្តិយៈវាសេចក្តីថាឈ្មោះថាសេចក្តីវិវាទលុះដល់លោកកតរៈមគ្គរមែងរងាប់ទៅដោយប្រការទាំងពួងសេចក្តីវិវាទរមែងមិនមានដល់លោកអ្នកសម្រេចមគ្គទាំងឡាយពាក្យនេះត្រាស់សម្ដៅតពលេខ 66ដល់មគ្គដែលជាចំណែកខាងដើមនិងបដិបត្តិជាចំណែកខាងដើមក្នុងពាក្យនោះមានន័យដូចតទៅនេះជួនទាំងឡាយរមែងលើក ដំណកាងភិក្ខុនោះទុកក្នុងលោកកតរៈធរភិក្ខុនោះសួរសិទ្ធិវិហារឹកជាដើមអ្នកមកថ្វាយបង្គំហើយឈរលោកពូលថាពួកលោកមកធ្វើអ្វីខ្ញុំព្រះករុណាមកដើម្បីនឹងសួរកម្មដ្ឋានដែលគួរធ្វើទុកក្នុងចិត្តលោកម្ចាស់ភិក្ខុនោះពូលថាពួកលោកចូលអង្គុយចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់កម្មដ្ឋានដែលអាចឲ្យសម្រេចព្រះរហិតភ្លាមបានយ៉ាងណាហើយពូលថាភិក្ខុក្នុងព្រះសាសនានេះ ចូលទៅទីនៅរបស់ខ្លួនហើយអង្គុយធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់មូលកម្មដ្ឋានការលោកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់កម្មដ្ឋាននោះឱកាសរបែកកើតឡើងនេះឈ្មោះថាបឋមមគ្គលោកធ្វើញៀនក្នុងឱកាសជាទីកើតឡើងទុតិយមគ្គរមែងជាការសម្រេចហើយធ្វើញៀនក្នុងឱកាសទី3និងទី4ឲ្យកើតឡើងដោយវិធីយ៉ាងនេះរមែងជាការសម្រេចមគ្គនឹងផលដោយហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដូច្នេះពេលនោះ ភិក្ខុទាំងនោះដាក់ចិត្តថាធម្មតាអ្នកមិនមែនជាប្រក្រតីណាស្រប់រមែងមិនអាចប្រាប់កម្មដ្ឋានប្រការណាមួយបានព្រះថេរៈអង្គនេះជាប្រក្រតីណាស្រប់ពិតដូច្នេះសម័យតមកលោកប្រាប់កម្មដ្ឋានតពលេខ 67ហើយក៏មរណភាពទៅមនុស្សទាំងឡាយក្នុងស្រុកដែលលោកត្រាច់រកភិក្ខាចារដោយជុំវិញមកសួរថាលោកម្ចាស់នរណាបានសួរបញ្ហាចំពោះព្រះថេរៈឬ ទេភិក្ខុទាំងឡាយពោលថាអ្នកឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយក៏ក្នុងកាលមុនប្រធេរៈប្រាប់បញ្ហាដល់ពួកអាត្មាពួកគេចាត់ចែងបណ្ដូបការឈើផ្ទះឈើកំពូលសាងគ្រឿងបិទភ្នែក និងគ្រឿងបិទមុខដោយមាសបូជាដោយគ្រឿងក្រអូបនិងរបៀបផ្កាឈើជាដើមលេសាធុកិលារហូតអស់7ថ្ងៃហើយធ្វើជាបណ្ណកិច្ចកាន់យកអដ្ឋិទៅធ្វើចេតិយបញ្ចុះទុកភិក្ខុដទៃដែលត្រាច់មកកាន់វិហារលៀងជើងហើយគិតថានឹងសួរសុខទុក្ខព្រះមហាថេរៈទើបទៅសួរថា លោកដ៏មានអាយុព្រះមហាថេរៈទៅណាលោកប្រតិញ្ញាពៀនយូរហើយលោកម្ចាស់អ្នកមានអាយុព្រះថេរៈអ្នកធ្វើវគ្គនិងផលឲ្យកើតធ្វើវត្ថុដែលធ្វើបានដោយលំបាកអ្នកមានអាយុពួកលោកបានសួរបញ្ហា ទុកកម្មលោកដ៏ចម្រើនប្រធេរៈការប្រាប់កម្មដ្ឋានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយប្រាប់ហើយដោយទំនងនេះអ្នកមានអាយុនោះមិនមែនភ្មែនោះឈ្មោះថាវិបស្សនុបកិលេសពួកលោកមិនដឹងអ្នកមានអាយុប្រធេរៈជាបុត្រជនភិក្ខុទាំងឡាយនោះបានឆ្លុះគ្នារីករាលដាលឡើងថាភិក្ខុទាំងឡាយតពលេខ 68ក្នុងវិហារទាំងអស់ និងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងស្រុកដែលត្រាច់ភិក្ខាចារមែងមិនដឹងពួកលោកប៉ុណ្ណោះដឹងពួកលោកមកតាមផ្លូវណាពួកលោកមិនឃើញចេតិយចិត្តទ្វាវិហារទេឬក៏ភិក្ខុដែលមានវិទ្យាយ៉ាងនេះសំបីរយរូបក៏ដោយដរាបណាមិនទាន់លះទិដ្ឋិនោះសួរក្តីមគ្គនៃក៏ត្រូវហាមឃាត់អ្នកដទៃក៏ដូចគ្នាកាលនឹងប្រាប់កម្មដ្ឋានរបីប្រាប់យ៉ាងនេះថាក៏បីយកចិត្តនោះឯង លើកក្បឿងបីបន្ទះឡើងដាក់លើជើងក្រាន3ជើងក្រានហើយបង្កាត់ភ្លើងខាងក្រោមយកចិត្តនោះឯងបើកអាការៈ32របស់ខ្លួនដាក់ចុះលើក្បឿងក៏បីយកចិត្តនោះឯងប្រើកំណាត់ឈើឲ្យត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកហើយក៏បីអង្ការអាការៈ32ត្រូវភ្លើងឆេះផេះដែលមាននៅសល់នៅនោះក៏បីប្រើមាត់ផ្លុំខ្យល់ឲ្យហុយទៅដោយវិធីការប៉ុណ្ណេះសមណៈនេះ រមែងឈ្មោះថាមានបាបដែលកំចាត់ហើយពាក្យដោះសេះក៏បីឲ្យពឹកស្ដារដោយនៃមុននោះឯងអាចារ្យដតីរមែងប្រាប់យ៉ាងនេះថាយកចិត្តនោះឯងដាក់ក្នុងភាជនៈធំហើយប្រកបដោយទឹកដោះរាវយកចិត្តនោះឯងបើកអាការៈ32របស់ខ្លួនដាក់
cho đồng phía trên đẹp thổm nô đã tức đó rêu cho hỏi cô bà chô à cả rã xàm sợ phí trâu cô bà chô đồng mê như rêu cá rêu bà bú có đồng mê tổ bố lấy học sắp làm buồn phó làm lỡ bà bú nó có bấy bó được phục bà đói cá thuơ trầm tay bọn này à mà ta nâng chú mô thà lúc chẳng lái bó được phục hơi khang mốc ông phí đi tới bịa chẳng ốc miền bịa thà kìa nô bị khổ chẳng nô đổi chân ấy chỉ đào có bấy ai phức xa đòi này đôi môn đổi kìa lấy kìa bà sắp rám ấy lời đế cao trông sầm đáy nơ mùl này vì việt đã nâng có bảy cái lãng dạng đi tớp ra bị thà chạy gì mà đi đôi chân ấy chỉ đào bỏ đá bót chẳng nô bót thà à kia là vô bá đo vi chạy sức đấy cổ rộp bá tha áp bá tách sao cứ mần cao cải bá đo mần bập rất bật tiệp luôn có khăn nông ả thị cả ní có bây chiếc sức đấy đổi chân này vì khâu ná ca bà sát sá trông bà chuột nơi mần tơ bà nị bát bây vì lìa ca bà sát sá mần biến sá bây bà bát sá đách chẳng cọm vì khâu vẹn sá bây chương chẳng cọm ca sá đách chẳng cọm khăn nông tỷ tiệp luôn nơi khăn nông tỷ phù khăn nông tỷ đáy cổ lê khơi bà sát sá đồn đọc chảy vó rốt sá mà tàng phí khàng băng chát vẹn sá bây chương mần tù bong ôi chà rã bà sá vã trông cầm bung ngủ tực rư thả ca bà ព្រះសាស្តាស្ដេចប្រេតនិព្វានហើយមិនទៅធ្វើកិច្ចទាំងពួងដោយពលក្នុងប្រជាដីប្រកាសនិងក្នុងទីដែលក្រឡេកឃើញព្រះសាស្តានឹងកាលតពលេចិត្តសពគុណក្នុងអត្ថកថាឈ្មោះប្រប៉ាញ់ចសោតនីខែសិករីក្នុងសតនបៃតលេខ23 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងគូដូច្នេះរឡប់ជាពលថាលោកចូលស្ងៀមចេញចុះលោកនិយាយអ្វីថាព្រះពុទ្ធនេះឈ្មោះថា mình biết sự đây của rốt khốn nông bệnh sạc sạ trong nay vì khâu na cá kê bảo các ca sạc sạp thó mình tư đôi của rốt mình sạp đôi của rốt sân lụa rư ổng côi trò chá mình riêng mình tu miên đôi của rốt cá bồ thà lúc mình thua sự đây của rốt khốn nông bệnh thó có bồ thà lúc chơi chỉ nét sự nghiêm châu lúc bồ thà thó ở vấy chứ mô thà thó nếu chúng ta mình cổ rốt khốn nông bệnh thọ trong nay vì khâu na đai bệnh thay ra mình ả ra tình đi xâm đại thọ bố xua bà nhà hát đai cho ông côi chi điết biết là thay ra dốc xâm phút cổ rốt chung cung rư dốc đai trọc bao ông có ba chung cung đồn đọc xâm phút cổ rốt xâm hát tàng phì kháng còn đa xong băng chát vẹn xâm bạch trường ca vì khâu tàng lái để dễ thà cô khám hát vì khâu xong lúc có bố biết chỉ đàm thá lúc cho sự nghiệp cho lúc có bố tiệt thà lúc để dây song song ở vây chìa song cứ mà rất chìa song bố bê chìa song rứ nếch mô thà mân cổ rúp không bè song có ca mân phô sẽ đây cổ rúp xong bây không bị khóc mở rúp rồi bê chìa cá mân tục bó lấy chất sập mũi thơ sẽ đây cổ rúp không sọn đáy có ca mân phô sẽ khả bây ói bó đi bộ nụ ấy chú mô thà mân cổ rúp sẽ khả bót thả ách chà tàng vía cư không khuôn nâng bó đi sát rồi bỏ khuôn bót thả bè hết thìa vía cư không nẹ đồ tì rứ không bó đi sát rồi bó nẹ đồ tì lấy kếp 27 ấy lần ní vì viết để ca lãng bố à sáy thả nạ bà môi bà cả ní ca rì rì đà nấy vì viết để ca lãng đó à thị cỏ ná đàm bây trung nâng xâm đáy à thị cỏ nô tướp trá thả chát ta rây mà nị đôi chân này chỉ đàm cỏ không bà đàm rã nô chmô tha à thị cỏ bố trâu thơ ôi cài lên đôi xạ mặt thả tàng lái đàm bây trơ cá xâm rồng ngọp vì viết phong à thị cỏ phóng chmô tha vì viết tiết thị cỏ xôm bây khốn nông à thị cỏ cài bì nì cỏ nây nì ảnh ảnh lớn nì vì viết xôm bây nô ca chi à thị cỏ xong bây chẳng thì hai còn nơi tại đi điều ta là ứng rồi mấy rồi ngọt bán đôi xa mặt hạ chẳng lái bụ na cao tư lông xâm đài xa mặt hạ chẳng lúc từ trác biệt thả sát tạ khao bà này mế đôi chân ách chỉ đàm khốn ông
ព្រះតម្រាស់នោះដែលឈ្មោះថាអធិករណៈសមថៈព្រោះអធិករស្ងប់រងងាប់បទថាឧបនុបបណ្ណានាំងប្រែថាការឡើងហើយកើតឡើងហើយបទថាទៅលើចិត្តសពីអធិករណាបានដល់អធិករបួនមានវិវាទទីក៏ជាដើមបទថាសមថយវោបសមាប្រែថាដើម្បីស្ងប់និងដើម្បីរងងាប់ក៏បីឲ្យអធិករណៈសមថៈ7ប្រការនេះគឺភិក្ខុគឺក៏បីឲ្យសមុខាវិន័យឡាតេណវត្ថារកៈក្នុងអធិករណៈសមថានោះមានការវិនិច្ឆ័យដោយតទៅនេះក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអធិករមុនវិវាទណារបស់ភិក្ខ
tràng lai nè cháu đôi sức đây bị bắt này sơ rứ sức đây bị bắt đây ai chả ra tất thế đừng ai chỉ vẹn nít mô thả à nụ vía tia thì có con à bắt làm bì con cư đáy là mô con ông miệt thì cả bốn con ông bị phẹn bì con mô ta à bắt ta thì có ca thơ xong cả cảm buồn giang miên áp bà lâu cả nạc cam chỉ đảm nít mô thả cách cha thì có con ông à thì có buồn nụ vì vía tia thì có đồ mây đồ ngọt bán đôi xa mặt thả bì cư sở mụ kha vì đấy đang dê phối dạ sĩ cả à thì có đa thủ ngọt đôi sở mụ kha vì đấy đồ ai cá ớt lan khăn ông bị hiền ná bà cô ai xong khăn ông bị hiền đồ ai rư nơi khăn ông tì ná bà cô ai đo xong khăn ông tì đồ ai rư khăn ông chân lọc lâu xâm rạp bộ bị khó đá tớ đào bầy tổ bó lấy chất sập bầy rủ ngọt à thì có khăn ông tì đồ tì xong rư cả nẹ nơi khăn ông tì nô mình bài rủ ngọt bán có xăn là mót đôi ổ bì hệ cả cam ổ bì hệ ca nhạc tệ lớp chênh rư đá bà cô chẳng lái cắt đây khăn ông tì nô rồi mấy đồ ngọt bán có ca prôm chẩm phù mục có ca prôm chẩm phù mục xong ca prôm chẩm phù mục thò ca prôm chẩm phù mục vì đây ca prôm chẩm phù mục bọc cua không ạ thì có đai đồ ngọt đói ạ ca rạ đi ní mua tha sở mụ khá vì đây có bản đa ca prôm chẩm phù mục nô phiếp đai ca rô ca rạ ca xong chẩm phù mục đôi ẩm nai xong xa mà ký mua tha ca prôm chẩm phù mục xong sẽ cái đấy đài rương nâng có bay rồng ngọc miền chúa thả ca prom cho búa mộc thọ cá rồng ngọc đôi vì thi đại ạ thì có nâng cọp bay đồng ngọc bán cho một tháng cà prôm cho buông mốc vì đầy cá đại miên nẹ vì viết nâng miên rương vì viết cà prôm cho buông mốc cua vì viết nẹ miên phải giói cho khỉa cho một tháng cà prôm cho buông mốc bọc cua bố ta ạ thì có đồng ngọc đói ô bia hay cả nhạc tệ cà prôm cho buông mốc xong khăn ông tỷ đi có đồng mến chỉnh từ muốn đồng bông ạ thì có đồng mến đồng ngọc đói sở mục kha vì đấy và nô và sân ba ạ thì có mình rộng ngọp được chứ nấu thì khâu đai sân là mót đai ổ bia hay cả cạnh nhạc tế có bấy bà cố ạ thì có nốt đỏ xong thả bụ khí nhông bà cà đỏ đá mình ai rộng ngọp bàn ông bì nốt xong sân là mót thì khâu đai bà cóp đòi ông bàm tổ bó lấy chất sập bốn bà banh cho sâu tờ ní ạ thà cà thà mà chì mẹ nì cài ổ bà rẽ bà ná sạc cả khai sĩ cà đầy khá nông sạc tốt là bày đỏ lấy mà phây bà mùi áo chì nẹ chạy chạy sạ ở chạp xa đôi ổng nai cả chạp xa dạng nà muối con ông bần đa cả chạp xa bây giáng miên cầm băng miên bằng hai nâng miên sắp đã thở chìa bố thơ mà viết tì bố cua con ông bò lịch sát đại mốc để chung kia miên tràn chiền thơ mà viết tì bố cua đồ mến bố ổng bì bà cà ná ạ thị có rai rủng ngọp đôi bà cà nô đồ mến chỉ ca rủng ngọp đôi sở mũ kha vì đầy nâng dê phôi dạ sĩ cả bần đa ạ thị cà ná xa mặt thạ chẳng nô sở mũ kha vì đầy miền đôi bồ hai nục ai thưa cam na đói miền bụ tràn giàng đi chứ mua thai dế phôi dạ sĩ cả vì bia tia thì có rồi mây đồng ngọp đôi sạ mặt thạ bì giáng à nụ bia tia thì có rồi mây đồng ngọp đôi sạ mặt thạ buồn giáng cư tối sầm bụ kha vì đấy sợ tệ vì đấy à mô là hạ vì đấy nâng ta sạ pa bì dạ sĩ cả cá đồng ngọp đôi sầm bụ kha vì đấy nục ai vì đây thô sạ đạp bia rồi bỏ đẹp trao nâng chậm lời chẳng được hỏi viên đi trai dạng đi thả bớ ạ à bạc nà ná mình biên ai
tiếng bì khang xôm khả mát tốt đỏ kia bà miên khả nông rừng ní có chi ả bát đi đôi chí này ả thị có đồ mấy đồ ngọp khả nông ả thị cả đá xa mặt thả nốt lẽ khả nạ rõ bó xa mô khá vì đấy miên đây đôi bù hói đồ ai tốt bó lê chất xa prám ả thạ cả thả tế vẹt đá hạ vẹt xa mẹ kia mà sầu tì bốn tò có khả nông cao na vì khổ chia khay đà xa rõp trấu cầm chát đôi ra là vị bát đá bần biển mù xôm xa tế vì đấy xong ôi sợ tệ vì đây đòi nhạc tệ cho tốt thật cảm còn cao nô ả thị có rổ mây rổ ngọt đòi sợ mục khai vì đấy nâng sợ tệ vì đây cao ôi sợ tệ vì đây hơi nẹ ná rổ mây chót mật bàn còn ông bộ cua nụ tiệt còn cao nà bị khẩu chút cà thơ vơ ai chia chá đáy mần mê rổ bọt xa mà nạ đói ổm nai để cả chút trời bị khẩu chẳng lái bô thả lúc đã miên ảnh dụ cho lực ả bát bạp đi đổi chí này xô bây bô thả lúc đã miên ảnh dụ khi ông bà cà rò nà chút thơ cảm nô khi ông cà rò nà rô lực sẽ đầy nô mần bàn tớ trời bị khẩu chẳng lái chào rô bây xô mà mù là hạ vị đấy đàm bây trời ca mần ói chào tiết xô bây xong có rô bây ói ả mù là hạ vị đấy đỏ lô đói nhạc tế chả tốt thật cảm không cao nô ả thì có rô bây rô ngóp đói xâm bốc kha vị đấy nâng ả mù là hạ vị đấy tái cao ói ả mù là hạ vị đấy hái tại bố ca chút nô chia phải cháy đẹn ná có cháu bật ban không bật cua nụ tiệt không cao na bật cua trời cháu đói bà ra chực rứ bánh chất chai gia bà ra chực ca ao trở lọc tư trở lọc mốc chìa nẹ ạ cọ bố chìa nẹ miên sạc đây ạ cọ chán xong co sống co thả báo bị khẩu đi nâng bánh chìa mù là chết cư ca tách phía vẹn bị khẩu bà bây hái nâng bạn tổng bố lấy chất sắp ra mùi ca hai chỗ phụ báo chìa mù là chết có nâng miền tái nìa sản nạ cư ca cầm chặt trên từ đó bị khâu đi và nô đôi chân này tá pa ta sa pa bị dạ xì ca đòi nhặt tay chặt tốt thật cám còn cào nốt à thì co đồng bê chỉ ca đồng ngóp đòi sở mục hai vị đấy nâng ta sa pa bị dạ xì ca à nô bia tia thì co đồng bê đồng ngóp đòi sạ mặt hạ bốn bậc cả đi đói bậc cá đôi chân này à pa ta thì co đồng bê đồng ngóp đòi sạ mặt hạ bay cư sở mục hai vị đấy và đây như tất cả là nã nâng tệ nã và tha đặc cả à pa ta thì có nô đồ mấy mân miên ca đồ ngọp đôi sầm mục hai vì đấy thèm bị giáng có nông cao na vì khổ sầm đáy áp bát xa ra nông sầm nạ vì khổ mùi rù bứ nông sầm nạ chùm nồm xong nông cao nô áp bát ta thì có đồ mấy đồ ngọp đôi sầm mục hai vì đấy nâng bà đầy nhiên tất cả là nạ nông sạm mặt hạ vì giáng nô nâng bố ổng bí sầm mục hai vì đấy bốn cả đo bốm chùm bù mục rô bó nẹ sầm đáy nâng nẹ tờ tua sầm đáy nô chùm mùa tha cả đo chùm bù một bậc cô biết đó sai miền đây đôi bồ đục ảnh không vì lia sầm đây đó bậc cô lần đó chầm buộc cà prom chầm buộc một sòng rồi mây lẽ bong chênh có không tỷ đi thua cá sầm đây à ba tháng lô có bây sừng rúm tỏ tới được chân này tám ca phải nhá lô mà cha khi ông ca đó đá tới à ba thứ một ni tôi vô lấy chất sắp làm bỉ đôi chân này nâng tha ca đó đá lô mà cha khi ông ca đó đá khơi được chân này chúng một tha và đầy nghĩa ta ca đó đá cả xôm nơi bò đồ vã chỉ đám khăn ông ả bát xong khi thì xe đừng ca ơi bò đồ vã chỉ đám tam bà đầy nhiê chúa tha bà đầy nhiê tất cả là nạ chấm nay vì khâu đại thua ca bạch bạc nế ca chỉ bị bụ bà rất cần long thó đại mần mê chi được bò xa mà nạ chỉ chán ca trả lọc ca lại chi thò chỉ thầm mấy khơi tô khăn ông ca đại nâng ơi khăn nế nâng khăn nế thua sọc sùa khăn nế ả bát thà trai bụ dương nâng ao khnề nâng khnề thưa sầm đáy om pi áp bát chẳng nô pê khla à thị cỏ nô có nâng có bay bập bập tới đầm bay phiếp chi à thị có đáy khàng khla được này hái thưa tệ nã và tha đặc cả cá sầm róc sầm rùa đôi cờ đòi smile không cao đá không cao nô à thị có đồ mây đồ ngóp đói sầm mục kha vì đấy đừng đói tệ nã và tha đặc cả có không riêng tại đạo và tha đặc cả nô vì khâu đại thưa không hạt tập ba miền bờ mán bờ đá mình thưa sự đây chúng tôi giảng lịch thả cam nô mình bình chật khiom khiom sa rư thá cam thưa mình lõ cam tới thưa thay mấy chiến nhẹ thở lấp à bát chẳng buông sổ bay đổ bọt vì khâu chẳng buông về lê
ដែលអាចបានគ្រោះគ្រាតនិងអាបត្តិដែលជាប់តកតងនិងក្រហមអាបត្តាធិកោរមៃរងាប់ដោយសមត្ថៈ3ដោយប្រការយ៉ាងនេះកិច្ចាធិកោទំព័រលេខ78រងាប់ដោយសមត្ថៈតែមួយគឺសមុខាវិន័យប៉ុណ្ណោះអធិកោ4នេះរមៃរងាប់ដោយសមត្ថៈ7យ៉ាងនេះ តាមសំគួរព្រោះហេតុនោះទើបត្រាថាក៏បីឲ្យសមុខាវិន័យឡាតេណវដ្ឋារកៈដើម្បីស្ងប់ដើម្បីរងាប់អធិកតទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយកើតឡើងដូច្នេះនៃនេកាវិនិច្ឆ័យក្នុងអធិករណៈសមថៈនេះត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណេះចំណែកសេចក្តីពុស្ដាក្នុងសមថៈខណ្ឌកៈនោះឯងសូមបីការវិនិច្ឆ័យអធិករនោះក៏បានពូលទុកហើយក្នុងសមន្តបាសាទិកាលេខគ្នាភាសា8ក៏ ក្នុងប្រសូតនេះសេចក្តីពុស្ដាមានជាដើមថាអិធានន្តៈវិខវិវតតៈដូច្នេះដែលបានពូលទុកហើយនោះក៏បីជ្រាបថាត្រាស់ទុកដោយនៃនោះដោយសង្ខេបក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថាធម៌ជាដើមក្នុងព្រះបាលីនោះដោយបរិយាយនៃប្រសូតមុនកុសលកម្មបទ10ឈ្មោះថាធម៌អកុសលកម្មបទ10ឈ្មោះថាអធម៌ពូលធិបខិយធម៌33ប្រការដែលមក ក្នុងខាងក្រោយថាសតពដ្ឋាន4ជាដើមក៏ឈ្មោះថាធរដោយគ្នាសភាវៈធរនេះគឺសតពដ្ឋាន3សមាបធាន3អធិបត6អន្ទ្រី6ពលៈ6ទពលិ73ពុលឆាងកៈ8និងមៈ9និងសង្កេលដ្ឋធរមានជាដើមថាឧបាទាន4និវរណៈ5ដូច្នេះឈ្មោះថាអធរក្នុងបណ្ដាធរនិងអធរនោះ ភិក្ខុកាន់យកចំណែកនៃអធរណាមួយហើយប្រឹក្សាគ្នាថាពួកយើងនឹងធ្វើអធរនេះថាជាធរយ៉ាងនេះត្រកូលអាចារ្យរបស់ពួកយើងនឹងជាត្រកូលនាំចេញអំពីទុក្ខនិងពួកយើងនឹងជាអ្នកប្រកាសក្នុងលោកដូច្នេះហើយពួកអធរនោះថាធរនេះជាធរដូច្នេះរមែងទាស់តែងគ្នាថា การยกจำนายในทอนามวยครองบรรดาจำนายในทอต่างหลายโดยชนอเองหายปูทานิจีอัทธอตัวเต็งเนื้อทาอัทธอแต่กาปูอัมปีบริยายในแปลวินัยกรรมได้เจ้าเอาหลุดเลิกได้เรื่องได้เปิดให้เธอตามปัญญีชมุทาทอจำนายกรรมได้มันเจ้ามันเอาหลุดเลิกได้เรื่องได้มันเปิดให้เธอตามปัญญีชมุทาอัทธอสมัยครองทอดังอัทธอนุ ពូអធរថានិធធឈ្មោះថាវិវិតគ្នាក្នុងរឿងធរពូថានិអធរឈ្មោះថាវិវិតគ្នាក្នុងរឿងអធរតែការពូអំពីបរិយាយនៃសោតសភាវៈនេះគឺការកំចាត់រាគៈទោសៈនិងមោហៈឲ្យវិនាសការសង្រួមការលះ ការពិចារណាឈ្មោះថាវិន័យសភាវៈនេះគឺការមិនកំចាត់រាគៈជាដើមឲ្យវិនាស ទពលេខ80កាមិនសង្រួមការមិនលះការមិនពិចារណាឈ្មោះថាអវិន័យពូអំពីបរិយាយនៃព្រះវិន័យសភាវៈនេះគឺវត្ថុសម្បត្តិញ្ញត្តិសម្បត្តិអនុស្សាវនាសម្បត្តិសីមាសម្បត្តិមោបរិស័កសម្បត្តិឈ្មោះថាវិន័យសភាវៈនេះគឺវត្ថុវិបត្តិលៈ ปาริสะวิบัติชมุทาอวินัยสมใบวินัยดังอวินัยแต่งนุปูอวินัยนามุยทานิวินัยชมุทาวิเวทครองเรื่องวินัยปูวินัยท่าอวินัยชมุทาวิเวทครองเรื่องวินัยบัตถาทอมแมเนเตสัมเมโนมัจจิตาปีสิกรัยทักษายคือทอกับใบปิจารณาคือกับใบจุมเรียดอยเนียนก็ทอแบบนี้โลกปูท่าโมกหายครองมหาวัชกุต ដោយសោតយ៉ាងនេះថាមានវច្ឆៈដូច្នេះឯងធរ10ប្រការនេះជាអកុសលធរ10ប្រការនេះជាកុសលដូច្នេះក៏ធរនោះយ៉ាងនេះឯងដែលត្រាស់ទុកក្នុងប្រសូតនេះជាធរនិងវិន័យដែលត្រាស់ទុកក្នុងទីនេះក៏បានបោះថាយថាតថាសមេតិសិរីថារមែងចូលគ្នាក្នុងបែបនៃធរនោះដោយប្រការណាគឺធររមែងជាអធរវិន័យរមែងជាវិន័យនិងអវិន័យ ដើម្បីជាអវិន័យក្នុងបទថាយថាតាំងនេះសេចក្តីថាអធិករនោះក៏បីរងាប់ដោយប្រការនោះក្នុងបទថាអេកច្ចានាំងខណៈនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងទៅតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅកម្រងខ្សែសំឡេង MP3 មោទី3អដ្ឋកថាសតន្តបៃតកឈ្មោះបបញ្ចសោតនី
để an thọt nằm sai trên bí bút thật xa sản lạc mạng đồ. Tổ bó lấy 30 mối át thác cả thả, sổ tốt là bệnh đọ phía tì mà phê bà mùi. Án thích cả đà nắng, đôi chân này không tì nít trông sầm này cho bố vì viên tía thì có tục tài mà dạng, chậm nay sầm bộ khá vì đấy. Và đồ mây bằng ban, không án thích có nà ná có mặt mệt. Lấy cái điệp 24 có vì viên tía thì có đi, bố đồ hai đáy đó. Rồi ngọt đôi xa mặt hạ vì giáng cứ xa múc khá vì đấy. Nâng dế phô dạ sĩ ca đôi chân học. Còn ông cao ấy là đế xông bấy cao đo về rẽ rộ bó sở tế vì đấy. Tám rộp nắp rộp bốn. Sĩ cái đấy đẹp là có tốt. Còn ông khẳng cỏi bà rác miếng bà phía. Nâng mần trác đo sở tế vì đấy đô. Cá trông nâng trác xa mặt hạ tí bí. Rộp bó vì viên tía thì còn ông ấy chỉ muốn. Tớp trác tha cả thanh chạc nòn tẹ dế phô dạ sĩ ca. Đôi chân này chỉ đám. Còn ông bà đồng rạc nô bó thả. Bà hữu tà rá cư đòi hỏi tớ sông bay bị khổ bí bày rụp. Biết đó sai khả nông tí ní có bày chiếp đói đây đôi bù hỏi khả nông kháng kỳ. Lấy khả nếp học sập cột ấy lời đấy đã bày những trác xa mặt thạ. Đó sai ông bí xa mặt thạ đại bư xa đà nốt. Ôi bư xa đà thơ tám lụng đạp tăng bí xa tệ vì đây. Đại nơi mình toàn bàn trác. Ôi bư xa đà chỉ đợp tớ tư trác bè đồm rác thạ. Cả thanh cha nón tẹ xa tệ vì đi dụ được chân này chỉ đợp. Bọn đá bọt tàng đô khả nông bọt thả bà ra chỉ cả xa mẹn tệ nẹ. Cứ rong con à bạc muối, rong à bạc muối bà đá rong tàng bì giáng nụ. Tổ bó lấy bát sập bì, rong con à bạc chậm nay khẳng trông rồi bọc con à bạc chậm nay khẳng đám. Giáng đấy cứ con à bạc bà rà chực, con à bạc xong khi thì sẽ thó lời cháy ba chất thị dạ. Bà đi tê sẽ thị dạ tốt cót đừng con à bạc tốt phía sách cho mùa thá. Rong con à bạc, rong à bạc giáng đi. Cứ khốn ông chậm nay khẳng đám rồi bọc bà thăm mà bà rà chức chìa tục cót đó xa chìa thơ lời cháy chứ mùa thá rong à bạc. Khốn ông bà na rong à bạc nô chứ mùa thá cả rút cả bạc. Rồi mấy biên khốn ông rong con à bạc rứ khốn ông rong à bạc bà rà chức bọc thả xạ rạ ta dạ xa má cắt bọc chìa xạ rạ tộ á dạ xa má bà thả lúc đồ miên ảy dụ. Châu lơ khốn ông bọc thả ế ca cha năng à thị kà rà nà năng. Trông xâm đánh cho bùa à nụ lấy kiếp học sập mũi bót thả phía sĩ tạ và lấy càng tăng bàn đó để dễ đòi về trá nâng phía diêm đòi cai ảnh thị bài thả thưa đòi chậm nay chàng phí khả nông bót thả ế cạch trả năng đi trông bầm long dô chậm phú ảnh lục về tiết thì có phần nô lấy kiếp học sập phí khả nông bà đây nghĩa ta cả là nạ trông xâm đai ảnh bà ta thì có đòi phía thả ế cạch trả năng bót thả tẹo về bài thả nhọp bót thả rạ về phèn phọt bán đo trời ca để dây mùi giang tay trở lọp để dây chênh tư mùi giang tiệt lấy kinếp học sập bấy biết tha ê vang khao à nón tẹ ta xa pa bì dạ sĩ ca hào tệ sĩ ca đầy thá tổ bó lấy bát sập bấy bộ cô nô chỉ nẹ miên bạp cả trông sầm đáy và thậu này cám đòi phiếp chỉ nẹ miên bạp cả nì bố trời thuộc cám cư xa mặt thạ giang nô đó bộ cô bạp nô bố ả thị co rồ mây rồ ngọp đòi cám mần mây rồ ngọp đòi bạp đò cả rồ bó bộ cô lấy kinh nghiệp sai sắp ra mùi mà giang tiết ả nô viên tiết thì co nô ái có bây chí điếp thả ả thị co khăn nông tì ni khăn nông biết thả cả thanh cha nòn tệ tệ na thả ả rạ cáo. Đôi chân này lô bồ cam nịch thả, chú mô tha tây nạ vật thả rạc cả. Bước đôi chìa cổ tốc nở đòi xa màu. Bịp thiếp đôi liệp mộ rư mốt bộ cua bạc bó rộp mấy phía khăn. Bước chìa rộp bọt xoay tay, cao về trời bật băng cổ tốc đòi xa màu. Khăn nô rộp mấy mần phía tờ giảng ná. À thì có đại đo mù là hai tôi thông. Đã là các rõ cổ rụt cơ điết bằng toàn sông ngọp. Rồi mấy bà bà tớ đã bày cả bài xa mà kì. Rồi cổ rụt cơ điết bà tu. Cá sông ngọp rồng ngọp đòi cảm lý. Rồi mấy chỉ ca rồng ngọp đôi liềm mộ trời cổ bật tốc đòi xa máu đôi chân học đài. Đòi biết tha y thiên nòn tẹ phì khổ nắng. Phèn đẹ nè chia tà nắng đôi chân chỉ đàm. Rồi xâm đáy trăm tay à cả rã à thị co nốt bà nô. Chầm nay cam mà vi cha đá một nông khăn đặc cá. Bọn đồ viết chia bảo bán khăn ông tỷ đi. Có khăn ông biết đi tha thạc bè thoa. Thôn lẹo và chàng thạc bè thoa kỳ hị và đếp vượt tàng. Đôi chân này à bắt tùm
ពូថាលោកម្ចាស់ក៏បីថ្ងៃស្អែកនេះក៏សូមនិមន្តលោកម្ចាស់ចូលមកបណ្ឌបាតក្នុងទីនេះ
ហើយទៀតប្រទេសរពូថាកំឡាយឧបាសកទាំងឡាយសូមបីថ្ងៃនេះលោកក៏ថ្វាយច្រើនហើយជូនទាំងឡាយពូថាលោកម្ចាស់បើដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយក៏បីនៅក្នុងទីនេះរហូតដល់អស់វស្សាដូច្នេះប្រទេសរទទួលនិមន្តហើយសួរផ្លូវទៅកាន់វិហារភិក្ខុទាំងឡាយកាន់សេនាសនៈក្នុងវិហារនោះហើយដែលសារបានបានចេញមកក្នុងវិលាល្ងាចហើយអវាសកៈមួយរូបបានសួរភិក្ខុទាំងនោះថា គណៈកម្មការសាងសង់មហាកុដិនិងសាលាបាលីក្នុងវត្តត្រពាំងឈូកសសរ១០៨សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមពុទ្ធរតីកានឹងជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះមហាកុដិនិងសាលាបាលីកំពុងសាងសង់បញ្ចប់ចុងក្រោយចំនួន៦បន្ទប់ជាន់ទី២ ក្នុងចំនួន៦បន្ទប់នេះនៅមិនទាន់មានពុទ្ធបរិស័ទជាវយកផ្ដាច់មុខដល់ឡើយទេរីឯមួយបន្ទប់មួយបន្ទប់មានទទឹង៧ម៉ែត្របណ្ដោយ10ម៉ែត្រមួយបន្ទប់ថ្លៃ១២,០០០ដុល្លារហោជាងមហាកុដិនិងសាលាបាលីនេះនៅសល់ទឹះខាងត្បូងចំនួន១ហោជាងនេះបំពាក់ដោយក្បាច់រចនាបុរាណថ្លៃ១,៥០០ដុល្លារដោយឡែក កំពូលត្រៃសូមហាកុដិនិងសាលាបាលីនេះមានកំពស់១៦ម៉ែត្រថ្លៃ១៦,០០០ដុល្លារនិងត្រូវយកមកដាក់ជាសមាគមគ្នា១០០អ្នកក្នុងនោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យកសាងកំពូលត្រៃសូនេះចំនួន៦សែនរៀលឬស្មើនឹង១៥០ដុល្លាររីឯមហាពិធីបុណ្យសូត្រស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រចាំឆ្នាំ ខួបលើកទី៦ដែលបំរុងនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃ8រោច9រោចនិងដល់រោចត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទទី6ទី7និងទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការដោយសារវិបត្តិជំងឺឆ្លង កូវីដ-19អាស្រ័យហេតុនេះសូមមហាពុទ្ធបរិស័ទជូនរួមជាតិញាតិព្រះធម៌នៅក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន គណៈកម្មការបុណ្យនិងប្រគេនជូនដំណឹងដល់មហាពុទ្ធបរិស័ទស្ដីពីកម្មវិធីបុណ្យនៅពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងឆ្លងផុតវិបត្តិជំងឺឆ្លង កូវីដ-19ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានរៀបអង្គាសបច្ច័យសម្រាប់ចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យនេះ ក៏អាចទំនាក់ទំនងផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈវិញឬទ្រូបញ្ជីមកកាន់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ 012-560-550 ស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ចាប់ពីម៉ោង 8ដល់ម៉ោង 9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃ វិទ្យុកល្យាណមិត្តក្រុងបាត់ដំបងចាប់ពីម៉ោង 4ដល់ម៉ោង 5ទៀបភ្លឺរៀងរាល់ថ្ងៃ ទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិ TOTOKO ក្នុងនាទីដំណឹងផ្សេងៗ ចាប់ពីម៉ោង 1រសៀល តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃ សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអានប្រគេនជូននៅព្រះនាមនឹងឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបច្ច័យកសាងមហាពុទ្ធសាលាបាលីព្រះពុទ្ធរូបនិងផ្សព្វផ្សាយនៅខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុដោយមានអានប្រគេនជូនខាងក្រោមនេះលោកតាសុំយាយអានភូមិព្រៃស្បូវ 3,000 រៀលពូសនភូមិកោះស្លា3,000រៀលលោកតាអងយាយអាត់ 3,000 រៀល យាយនប់ភូមិនរាយ 3,000 រៀលលោកតាសូនយាយផោ ផ្ស
sai bà thua bay bàn riêng nạc sài mông phùm nở riêng buôn bàn riêng nạc sài thí phùm nở riêng sai bà thua buôn bàn riêng hiên sộp hòl bì bàn riêng bông đào bay bàn pram rồi riêng lục dây nhỏ sai bà thua bay bàn riêng của ba sĩ ca chia dọn bay bàn riêng dây mà buôn bàn riêng ôn quân thiê nợ phung nợ riêng sai bà thua bay bàn riêng dây khen bay bàn riêng lục dây